Kính quý vị, các nhà khoa học điện toán Anh Quốc phát minh nhiều liệu tiên đoán vận mệnh của con người, tin từ London, Anh Quốc. Mặc dù hoàng tử George hãy còn bé thơ, nhưng các nhà khoa học tiên đoán nói rằng họ có thể đưa ra nhận định về tương lai của cậu bé, người thứ ba trong danh sách kế vị ngai vàng của nước Anh. Các nhà khoa học của trường đại học Bradford vừa phát minh nhiều liệu ghi nhận các yếu tố đặc biệt trên khuôn mặt của một người, phối hợp với dấu hiệu, hiển hiện của cha mẹ và một số thân nhân để xác định tương lai của người này cuộc nghiên cứu do Hudson Ugel, giáo sư thành thị giác điện toán của trường đại học, dẫn đầu. Ông giải thích rằng, nhóm nghiên cứu của ông có thể xác định được đặc điểm của một đứa trẻ thông qua yếu tố thừa hưởng từ cha mẹ, để tiên đoán tương lai của đứa trẻ. Để chứng minh sự chính xác của hệ thống này, nhóm nghiên cứu đã chọn hoàng tử George để tiên đoán tương lai của cậu bé trong những năm tới, có thể đến năm 2073, tức là gần 60 năm sau, lúc hoàng tử ăn mừng sinh nhật thứ 60. Nhóm nghiên cứu cũng đang lập bảng tiên đoán vận mệnh của công chúa Charlotte, em gái của cậu bé George từ lúc mới lên 2 cho đến 60 tuổi. Giáo sư Ugel nói rằng hệ thống dữ liệu của nhóm ông tiên đoán vận mệnh của một người chính xác đến 80%.